Một thời gian dọc. Tác giả Hoàng Lê. Tập 28. Tiếp theo và hết. Chương 20. Phù thủy thần thơ. Kho tàng Tôn Thất Thuyết. Giá cá sang vách núi, xuống ngựa. Cầm Mi Yến nép sau hông ngựa, dựa lưng vào vách hẻm, dậy súng lên, hô binh đánh tháo. Trên sườn đá, cứ cái đầu nào ló ra là bị đạn Mi Yến bắn lộn xuống liền. Nhờ thế quân Sipan rút ra gần khỏi yếu lộ rất nhanh. Thình lình có tiếng quát lanh lảnh phía trên cao. Giặc cái Tây Phàn, hãy coi đây! Cầm Linh con gái lão đồng chủ ngửa mặt lên, thấy nữ tướng lộ diện trên mỏm đá, liền nhô khỏi hông ngựa bắn lên. Nhưng đạn nữ tướng kia đã ra khỏi nòng, xoài trúng bàn tay nữ tặc. Cầm Linh dùng nhăn nhó ôm tay. Cầm Mi Yến trông thấy, nghiến răng dãy luôn ngọn súng lên giữa lúc nữ tướng địch đang nhìn chết về phía Cầm Linh. Nhưng tự nhiên, tay Mi Yến chới giới giữa không gian, khẩu súng đã bay đâu mất. Còn đang ngửa mặt ngó tìm, thì nữ tướng phía trên đã xoay lưng lại, nhả luôn một phát. May nữ Thủy Dương Hồ Ba Bể đã kịp thời hụp đầu xuống tránh kịp. Đạt đạn đâu, thả cho rồi! Tiếng lanh lảnh của cô nữ tướng phía trên lại quát lên, khiến Mi Yến giật mình chưa kịp nhảy sang bắn trấn cho Cầm Linh, thì liền mấy quả tạc đạn từ trên đã ném xuống. Nữ tặc dội nhào xuống chân ngựa, chỉ thấy liền mấy tiếng nổ vang nhói một bên mình, rồi cả thân hình con ngựa đổ đè lên trên. Dưới vùng khói tỏa còn nghe tiếng Cầm Linh gọi lớn. Cầm mũi đâu? Nữ tặc thét lớn, rút mau không khốn cả, đánh công hú gọi đoàn báo tiếp cứu cho mau. Anh chị em, nhảy xuống đánh giáp lá cà, chớ để hai con nữ tặc chạy thoát. Tiếng tướng thét, quân hò vẫn nổi lên gian động, khói mù bốc che yếu lộ như sương lam, không thấy tạc đạn nổ nữa, lại nghe có tiếng người từ trên nhảy xuống. Cầm Mi Yến mới hất tung xác ngựa phục sát vách đá, định thần quan sát. Chỉ thấy lố nhố người ngựa rầm rập ngược xuôi giữa vùng khói tỏa, lại nghe phía đầu hẻm vẫn còn tiếng súng, liền men vách lần ra. Vừa khỏi vùng khói tỏa, giật mình toàn quay ngược, thì bốn bề ập lại từng đoàn địch quân. Gươm súng chĩa vào tua tủa trông ra không bóng quân gia, yếu lộ đã nghẹt đầy địch thủ. Nữ Thủy Dương Hồ Ba Bể đành nghiến răng quay luôn mũi súng vào ngực lẫy cò. Nhưng một bàn tay đã gạt mạnh, đạn nổ lên trời, nữ tướng địch đã từ đâu giọt tới cười khanh khách. Dội chết sao được, bản cô nương còn có điều muốn hỏi, chị em đâu, trói nữ tặc lại cho ta và truyền nổi hiệu thu quân mau. Lúc đó dưới hẻm, bọn gái lạ đang thu binh, chợt thấy Cầm Linh dẫn quân trở lại. Cầm Linh tay cầm một cây roi có tua ngũ sắc, đứng thẳng trên lưng ngựa vừa khoa lia lịa, vừa hú lên những tiếng mang rợ lạ lùng. Đoạn hô binh tiến lên, tả hữu có nhị cô, tam cô, bay thẳng đến hẻm núi hình như bất chấp cả địa hình. Trận đánh vừa mở, chợt ngựa bên phe đôi gái lạ thi nhau hí vang, hoảng hồn, rồi có tiếng thú gầm ghê rợn. Ngạc nhiên nhìn kỹ, mới biết cánh quân đó bất ngờ bị một đoàn báo gấm từ rừng rậm xông ra tấn công chớp nhoáng vào bên sườn. Nguy nữa là đám quân này đang bám chặt yếu lộ làm điểm tựa tác chiến. Hai bên toàn cây cối, đá tai mèo. Đoàn thú dữ cứ giọt ra táp cấu xé, rồi lại lẫn vào chỗ khuất, lại thêm chỗ hẹp người ngựa khó xoay trở. Mặt trận đôi gái lạ này cả loạn ngay. Và như đã nắm được yếu tố thủ thắng, Cầm Linh, Nhi Cô, Tam Cô cứ dẫn binh bay ngựa ngang hẻm vừa bắn thốc vào, vừa cố ý không cho địch quân xông ra ngoài thung tráng. Đang đốc chiến phía trước, thấy hậu quân biến loạn, cô chị vừa hô binh tiến mau ra nhưng đã bị quân Siban chặn gắt, đành lộn ngựa lại thét lớn. Bật hồng lên, đánh xua thú dữ, hậu đổi thành tiền rút qua bên kia hẻm. Quân gia lập tức xuống ngựa, bật lửa, đuổi thú. Nhưng thú đã được luyện quen không sợ lửa, cứ tiếp tục chồm táp người ngựa rất hăng. Đang lúng túng mới lui được vài chục thước, lại nghe hậu trận nổ vang rền. Rồi một cánh quân Sipan nữa xốc tới, đánh bừa hai đầu dồn quân nữ tướng vào giữa cho thú dữ cấu xé. Phải cứu hai nàng kia mới được, ta ở ngoài dòng có thể đánh thốc sau lưng Tây Phàn. Đại Sơn Dương đứng phát lên, Chiếp Lăng đã giơ tay cản lại, mỉm cười. Bất tất phải nhọc lòng, chỉ cần xua lui đoàn thú dữ là xong, hai nàng đó đủ sức đánh quân địch rồi.
Ông đã quên em vốn sinh trưởng nơi sơn cước, đã từng nuôi hổ báo thay chó giữ nhà ư? Nàng quay bảo nữ binh nãy giờ nằm êm kinh sợ. Mau xuống bảo nữ tướng nhét giả vào miệng cô gái hồ ba bể, trên này ta sẽ đuổi thú giúp cho. Hai nữ binh ngạc nhiên nhìn cô thổ, nhưng cũng vội vã băng xuống lộ hẻm. Tiếng cầm mi yến dục tắt trên ngọn đồi, nữ chúa Hoàng Su Phi liền khum tay miệng rú lên một tràng tiếng dị kỳ mang rợ, lành lãnh gian khắp chiến trường. Lập tức đoàn báo gấm ngừng tấn công, nhìn cả về nẻo có tiếng hú và dưới hẻm. Thoáng cái đã thấy những hình dạng đốm lao dùng dục giữa nền bụi xanh bay hẳn lên ngọn đồi. Rồi mùi tanh hôi theo hơi gió thốc vào mũi đại sơn dương. Trong ra đã thấy lá cây xào xạc, báo dữ từ các nơi xông tới. Không chậm trễ, dòng chiếp lăng ra hiệu cho đại sơn dương nhảy phát lên yên ngựa lao xuống bên kia đồi, vừa phi vừa hú dụ đoàn thú băng theo. Ra khỏi vùng trận, sơn dương ngoảnh lại thấy từng đợt sóng gầm dập dồn, bèn gò cương bảo chiếp lăng. Đoàn thú rừng lợi hại vô cùng, cô nương sao không thu phục mà dùng? Chiếp lăng lắc đầu, muốn thu phục phải dùng ngải riêng, phải giải ngải của cầm mi yến mới được. Giờ chỉ tạm dùng tiếng hú lùa chúng theo, nếu đến gần, không có ngải quyện chúng sẽ nổi tánh rừng ngay. Thôi, chỗ này chúng lạc dấu được rồi. Nói xong, chiếp lăng im bặt tiếng hú, cùng đại sơn dương dục ngựa vào khu rừng rậm gần đấy, chạy thêm một quãng xa mới lộn lại chiến trường. Còn đang dòm tìm vết chân ngựa, chợt thoáng thấy bóng một kỵ sĩ từ phía biên thùy tế ngựa tới thung. Đại sơn dương bèn cùng chiếp lăng ẩn luôn vào bụi cây bên hẻm. Kỵ sĩ chạy đến khu trận, dừng lại, đảo mắt nhìn quanh và cho ngựa bước thẳng đến hẻm, vừa đi chăm chú quan sát từng thân cây vách đá, mặt cỏ, có vẻ muốn tìm một dấu vết chi. Đang chăm chú ngó quanh, chợt chàng kỵ sĩ tiến ngựa lại sát vách đá gần đấy, ngửa mặt trông qua, vừa gật gù lẩm bẩm. Có thế chứ? Không ngờ bắt được cả Trần Tắc lẫn nữ tặc họ Cầm. Và đảo mắt một vòng, chàng ta dục ngựa đi thẳng qua bên kia hẻm. Đại sơn dương chiếp lăng tiến ra ngó vách đá, thấy có mấy nét mới đục nham nhở có vẻ mật hiệu chi đó, liền cùng nhau theo hút người kỵ sĩ luôn. Cứ một quãng người đó là dừng tìm mật hiệu, noi theo tây bắc mà đi mãi. Chừng một giờ sau, ngựa, người vào một miền quan vắng dừng lại. Đứng trên cao nhìn xuống, sơn dương chiếp lăng thấy lối nhố người ngựa bên rừng, cả mừng nhận ra chính cánh quân của hai cô gái lạ bắt Trần Tắc đem đi ban nãy. Chàng kỵ sĩ kia vào thẳng giữa chỗ trú quân có vẻ quen thuộc lắm. Qua ống diễn kính, hai người thấy cặp nữ tướng ra đón đưa chàng vào căn lều xinh xắn dựa vào vách núi ngay dưới lùm cây giang suối. Trần Tắc và Cầm Mi Yến đã được cởi trói, ngồi gần đấy có mấy ngọn súng chĩa canh cẩn trọng. Chờ mãi đến chiều vẫn không thấy cánh quân đã lên đường. Đại sơn dương bàn với chiếp lăng toan lần xuống vách núi gần lều thì vừa kịp thấy người kỵ sĩ lúc nãy lên ngựa đi, mang theo cả Trần Tắc cùng một tiểu đội vệ binh. Cả mừng, đại sơn dương chiếp lăng theo sát liền. Đi quanh co một lúc, như muốn phòng hờ đánh lạc dấu người lạ đổi hướng nhiều lần, cuối cùng đi về nẻo thị trấn Cao Bằng. Nhưng rồi người lạ xuyên qua bản, đưa Trần Tắc ra ngọn núi cuối bản, có căn nhà dựa vách đá trông ra nương ngô. Đứng xa, thấy lát sau cả bọn đã tháo yên dắt ngựa vào tàu. Sơn Dương biết rõ, bọn lạ đêm nay nghỉ tại nơi đó, nên chàng cùng chiếp lăng đi tìm quán trọ trú, chờ đêm sẽ hành động. Cuối canh hai, cả hai tìm đến nơi giam Trần Tắc, buộc ngựa cuối núi, lần đến bên căn nhà sườn núi, nghe động tĩnh. Ánh lửa từ trong hắt ra vàng khè. Ngay trước cầu thang nhà sàn, một gã đàn ông lực lưỡng xách súng đi lại canh phòng, đảo một vòng quanh rộng. Đại sơn dương khẽ bảo dòng chiếp lăng, cô nương đứng trấn bên ngoài để tôi đột nhập vào trong xem. Vừa định băng đi, chợt nghe có tiếng gió câu khua xào xạc trên lá rụng. Phục sát mặt đất, nhìn ngược lên, trong đêm mờ nhạt, hai người thấy một kỵ sĩ từ phía bản phóng tới, dừng trước cầu thang, cách chỗ hai người nấp không đầy 10 thước. Đáng trưởng đâu? Kỵ sĩ xuống ngựa ném dây cương cho gã đàn ông và bước vội lên cầu thang. Dòng chiếp lăng khẽ thì thầm, Nguyệt Tú. Trong nhà, chàng kỵ sĩ hồi sáng ngồi bên chiếc bàn gỗ tạp sơ sài, trên có thắp thoi lửa trám. Đối diện là Nguyệt Tú. Hai người đang nhìn ngọn lửa chập chờn, dáng suy tư.
Chợt chàng trai đứng lên, đi đi lại lại bên bàn, dùng bảo Nguyệt Tú. Phải hành động gấp. Nắp bên ngoài, Đại Sơn Dương khẽ bảo dòng chip lăng. Không phải người tình Nguyệt Tú, chà, nhưng dấu sao nổi mắt ta. Giờ họ lập mưu đánh tháo Trần Tắc, rồi theo sát tìm bảo vật. Cô nương tính sao? Cô gái Biên Thùy nhoẻn miệng cười như đã đoán rõ ý chàng. Còn chơi gì nữa? Nếu muốn thấu tài trên thì đêm nay chắc cũng không lạc dấu họ Trần đâu. Mai lên thẳng Su Phi cũng được. Cả hai cùng cười lặng lẽ nương bóng tối theo sát Nguyệt Tú. Ra khỏi khu nhà sàn, cô gái thác cầu mây cho ngựa khoan thai bước một, cố ý chờ hai tên thủ hạ tiến trước khá xa. Nguyệt Tú theo lối mòn chạy dọc chân núi, đi chừng vài trăm thước, đến một nơi rậm rạp, dừng lại ẩn kín. Đại Sơn Dương cùng dòng chiếp lăng, dòng nương vượt khỏi chỗ Nguyệt Tú nấp, bám sát hai gã thủ hạ phía trước. Thôi, ta đứng đây chờ chúng giải trần tắt tới được rồi. Quả nhiên lát sau, đã nghe có tiếng gió ngựa bước đều, trông ra thấy hai gã lực lưỡng điệu trần tắt tới. Người cha Phượng Kiều bị bịt mắt, trói tay ngồi trên lưng ngựa, hai gã áp kèm trước sau bước một. Mấy con ngựa bước chậm qua chỗ chiếp lăng, Đại Sơn Dương ẩn. Dòng chiếp lăng lăn vào sang bên kia lối mòn, Đại Sơn Dương vẫn bước theo Trần Tắc. Chợt bàn tay viên tướng Lạc Thảo vừa khoa trên đầu, đã thấy từ trong bụi rậm hai bên một cặp thòng lọng cùng lúc bay vút lên, chụp xiết ngay cổ họng hai gã điệu Trần Tắc, giật phăng xuống chân ngựa. Hai gã từ lên bị trăng gió cuốn ngã, chưa kịp trở tay, đã thấy hai bóng đen theo dây giọt lên đánh luôn vào đỉnh đầu gục ngất êm không. Một cơn gió thoảng rào cành lá, thình lình hai bóng người từ trên cây nhảy dục xuống chụp lấy Đại Sơn Dương nhanh như hai con báo chụp mồi. Nhưng Đại Sơn Dương đã hợp xuống bên cổ ngựa cho địch thủ mất đà và quài tay bắt ghì phăng kẻ bên ngựa trong một thế võ khóa nhật tuyệt vời, tước luôn súng cô nàng và bất thần ôm ném nhẹ nữ thua lãnh cầu mây xuống mặt cỏ. Vừa quài tay quất ngựa Trần Tắc phóng đi, chàng tướng núi cùng dòng chiếp lăng giọt ngựa theo như gió cuốn. Được vài chục bước ngoái lại, thấy Nguyệt Tú cùng nữ tùy tướng vừa dùng dậy, chàng bèn ném trả lại khẩu súng và khoa tay chào lia lịa. Nguyệt Tú chạy dục lên bắt lấy khẩu súng, vừa thẹn vừa tức, giơ lên chưa kịp lẫy cò, đã thấy mất hút ngựa kẻ lạ sau lối mòn. Chỉ còn hắt lại phía sau những tiếng gió câu giòn khua giữa những chuỗi cười khanh khách trêu ngươi. Đại Sơn Dương, dòng chiếp lăng kèm Trần Tắc vào rừng, dùng tiếng thổ tự tốn bảo. Miền này không xa thị trấn Cao Bằng mấy. Chắc ông quen rừng, có thể về nhà yên ổn, xin được chia tay. Dứt lời, chàng cùng chiếp lăng ngoắt luôn tay cương về nẻo khác. Nhưng qua khắc sững sờ, họ Trần đã nắm lấy dây cương, giọng cảm động. Kìa, sao người đã dội, chẳng hay... Vừa nói Trần vừa chăm chú ngó hai kẻ lạ mặt. Toàn gặn hỏi nữa, đã nghe phía bản xa có nhiều tiếng còng dồn dập, rồi ánh hồng bập bùng trong đêm tối cuốn tới đầu thung. Đại Sơn Dương dội dục. Chúng sắp sụp tới đây, ông nên chạy ngựa về để mặc chúng tôi đánh lạc hướng bọn chúng cho. Lời vừa dứt, tướng núi đã ngoắt ngựa về phía có ánh lửa chập chờn phóng thẳng. Trần Tắc cũng dội tế ngựa về căn cứ. Thoáng cái đã mất hút giữa đêm rừng hoang dã. Phóng gần đến đầu thung, lập tức Đại Sơn Dương lộn dòng đường núi đuổi theo Trần Tắc. Họ Trần đã mất dạng, rừng tối thâm u. Đại Sơn Dương mỉm cười. Không sao, tôi đã dự phòng cả rồi. Miệng nói, tay chiếu đèn bấm, rê nhanh một dòng cỏ rộng, miệng chợt khẽ reo vui. Có thế chứ, đã tìm được lối ngựa Trần Tắc đi rồi. Dòng chiếp lăng trông xuống cỏ, thấy một đường thóc dải lấm tấm tích vào rừng sâu, mới biết chàng tướng núi đã buộc ngầm một bì thóc trên lưng ngựa Trần Tắc từ lúc nào rồi. Giờ cứ việc lần theo vết thóc dải, chẳng khác Trọng Thủy theo vết lông ngỗng Mị Châu xưa. Nhưng được chừng dài dặm, chợt thấy vết thóc chạy ngang chạy dọc rơi dải lung tung lộn bậy, tới bờ một con suối động lại thành một chỗ lớn, rồi mất dấu. Đại Sơn Dương tần ngần nhìn khắp vùng suối rừng suy nghĩ mấy khắc, đoạn gật gù bảo dòng chiếp lăng. Trần Tắc tinh khôn lắm, chắc đã đủ thì giờ kiểm soát lại mình ngựa đây, cho thóc động cả chỗ này. Trần Tắc muốn đánh lạc dấu kẻ theo sau, nhưng che thế nào được mắt ta? Cô nương có nghĩ Trần Tắc noi theo suối nước không? Dòng chiếp lăng lắc đầu.
Lối nghi binh này chỉ lừa được kẻ thấp trí thôi. Chắc Trần Tắc không đi đường suối đâu. Đại Sơn Dương điềm nhiên giọng rắn đanh. Để giao thốc bên bờ, tất Trần Tắc phải theo dòng suối. Họ Trần vốn tinh vi xảo quyệt, tất dư hiểu kẻ theo bám phải tay túc trí tính cao, sẽ không chui lần theo dòng suối, nên Trần đã chọn nước cờ thấp nhất. Trần noi theo đường suối đó. Cô nương hãy xuôi dòng dò vết, tôi đi ngược nước. Dòng suối chảy về khu cứ địa của họ Trần đấy. Nếu không thấy dấu nước thì hãy ngóng bên bờ. Chắc cô nương thừa rõ, chỉ còn ngửi mùi cỏ dập nhầu, sớm mai gặp nhau tại trấn Cao Bằng. Hai người lập tức chia tay theo hai chiều suối đi vào đêm tối. Châu Chiếp Lăng xuôi dòng lội ngựa mãi, vừa đi vừa chiếu đèn bấm quan sát kỹ lưỡng từng tấc cỏ gian bờ, tuyệt không thấy dấu ngựa lên. Trên mặt cỏ, sương đêm vẫn còn động đều, chẳng có chỗ nào có vết dẫm nhầu khác lạ. Tới căn cứ của Trần Tắc, thình lình gặp người tuổi trẻ mặt trắng cùng Nguyệt Tú dẫn đám đông thủ hạ về. Nàng dội nấp sau bụi chờ các bọn đi qua, mới biết Nguyệt Tú vừa thẳng tới đất Trần Tắc dò xét, nhưng không thấy Trần Tắc đâu, đành rút quân tìm lối khác. Nữ chú Hoàng Xu Phì đi ngựa loanh quanh cố tìm một lát nữa, vẫn không thấy vết khả nghi, đành thẳng đường tới thị trấn, vừa lúc sang canh tư. Nghĩ qua cho đỡ mệt, sớm mai nàng đã thắng ngựa, chậm bước ra khu chợ, theo lời dặn, tới một tử quán khách trú ngồi chờ Đại Sơn Dương. 9 giờ, rồi 10 giờ, vẫn không thấy bóng viên tướng thập vạn Đại Sơn. Nữ chú Hoàng Xu Phì vẫn ngồi im bên bàn trong ngóng, ruột gan đã bắt đầu nóng như lửa đốt. Đúng lúc lo âu, chợt thấy một tớp người mặc quần áo hơ mông từ xa đi ngựa tới, đến trước quán dừng lại, đưa mắt nhìn mấy giây rồi cùng xuống ngựa bước vào. Dòng Chiếp Lăng nửa mừng, nửa ngạc nhiên, nhận ra người con trai cả của Du Hơ Mông, dòng Dắt. Cô cháu gái Du Hơ Mông đứng phắt lên, vừa lúc dòng Dắt cùng thuộc hạ xăm xăm bước lên. Kìa, Chiếp Lăng, em! Anh Dòng! Dòng Dắt cả mừng ngó cô em, mặt tươi hẳn lên. Sao em ăn mặc lạ thế này? Không có dòng tay quen với cái miệng hay cười núng đồng tiền, anh cũng ngờ ngỡ mất. Chiếp Lăng nhoảng cười, kéo ghế cho anh họ ngồi. Anh đến đây bao giờ thế? Thúc phụ chắc mong em lắm hả anh? Em có gặp anh Dòng Sám bên tàu đi cùng tướng Ru quân đoàn lưu động. Người con cả Dư Hơ Mông dùng nắm lấy tay cô em gái, giọng đượm lo âu. Thúc phụ mang bệnh, nóng lòng, lại thấy Dòng Sám đi nên vội sai anh đi tìm em. Nghe tin em bị thương bên thác Bạc Đầu mà. Chiếp Lăng vội kể qua mọi chuyện, đoạn bâng khuâng nhìn ra đường thị trấn. Đại Sơn Dương cùng em thoát khỏi dòng dây quân đoàn biên giới. Ông ấy hẹn gặp em nơi này, nhưng sao vẫn không thấy? Chắc có chuyện gì đây? Hai anh em họp dòng còn đang bàn luận, chợt một viên tùy tướng khẽ kêu lên. Kìa! Có ai cởi con ngựa hát phong tới, hình như Đại Sơn Dương. Chiếp Lăng dòng Dắt vội nhìn xuống, quả nhiên thấy một người đi ngựa tới, dáng dấp mệt mỏi, ủ rũ, quần áo tả tơi, thân hình ngồi bất động trên yên, đầu cuối nhìn bờm ngựa như kẻ bị thương nặng gần kiệt sức. Trời, đúng Đại Sơn Dương rồi, sao như người mất hồn thế này? Dòng Chiếp Lăng biến sắc, bật kêu lên, chạy vội xuống cầu thang đến bên ngựa Đại Sơn Dương. Viên tướng thập vạn vẫn ngồi im như pho tượng đất, đầu vẫn cúi thấp. Thấy Chiếp Lăng chạy tới, chàng chậm chạp ngẩng mặt lên, cặp mắt trừng trừng nhìn nữ chúa Hoàng Xu Phì ngơ ngác như mất hồn. Càng kinh ngạc, Chiếp Lăng quên cả tỵ hiềm, nắm luôn lấy dây cương, dìu chàng tướng núi xuống yên, hấp tấp lần khắp mình chàng muốn tìm một vết trọng thương. Nhưng quần áo tuy lấm láp đất cát bụi, ẩm sương đêm, nhưng không một dấu đạn xuyên, dao chém. Ông làm sao thế này? Đại Sơn Dương vẫn mở to mắt ngơ ngác ngó nữ chúa Hơ Mông, cặp môi khô mấp máy không thành tiếng, hai bàn tay tần ngần sờ bắn xuống bên sườn, rút ra lật nghiêng lật ngửa nhìn như một người cuồng trí. Dòng Dắt cũng vừa xuống tới, rồi cùng cô em họ vừa tướng núi lên gác. Đại Sơn Dương ngồi phịch xuống ghế nhìn mọi người, chợt khẽ hỏi: Dòng công tử vừa tới. Không đợi anh đáp lời, Dòng Chiếp Lăng rót vội chén trà đưa chàng, đỡ lời giọng lo lắng. Vâng, anh em vừa tới tìm chúng ta, nhưng ông làm sao thế này? Kìa, mà sao tay ông lạnh quá vậy? Để em bảo chúng đưa chút rượu lên, ông dùng cho ấm nha.
Đại Sơn Dương ngồi yên không nói nửa lời. Tứ Bảo mang rượu lên, Dâu Chiếp Lăng đỡ lấy rót cho chàng một ly nhỏ, uống một hớp cạn. Tướng núi liền đặt nhẹ ly rượu, rót luôn mấy ly uống sạch, cạn đến nửa chai mới đặt xuống bàn, mím chặt dành môi, cúi nhìn xuống sàn. Chiếp Lăng đoán chắc có chuyện gì quan hệ xảy ra nên vẫn đứng bên ghế Đại Sơn Dương, ra hiệu cho mọi người im lặng, khỏi khuấy động lòng người đàn ông giang hồ bối rối. Mấy phút sau, chợt chàng thở dài, ngẩng lên, nhìn anh em họ Dòng, mắt tối sầm như có mây mờ bao phủ, giọng não nùng vô hạn. Đêm qua, tôi bắn chết Trần Tắc rồi. Bắn chết Trần Tắc? Trời! Đại Sơn Dương nhìn chai rượu hồ với giọng buồn mênh mông, lẩm bẩm như nói để mình nghe. Hai phát liền, trúng tim. Trần nhào từ trên ngọn núi cao xuống vực sâu muôn trượng. Đến sáng mới tìm được xác Trần dập nát, đầu dở làm mấy mảnh, thân hình quần áo rách bươm như bị băm dầm vì nhũ đá tai mèo phanh xé. Giọng run hẳn lên, viên tướng Bách Chiến quơ bàn tay lạnh ngắt, nắm lấy chai rượu thở mạnh, một tay khoa trước mặt như muốn xua đuổi hình ảnh thảm thê. Rắc, từ lòng bàn tay tướng núi một tiếng sạo gợn phát ra. Chàng gục trán xuống bàn mệt mỏi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau và tình cờ đều nhìn cả xuống mặt bàn. Một dòng máu đỏ thắm từ lòng bàn tay Đại Sơn Dương ứa ra như chảy từ trái tim rạn nứt. Dòng Chiếp Lăng, dòng Dắt lật đật nắm lấy tay chàng tướng núi gỡ ra. Nước rượu tràn trề, chai thủy tinh đã bị bóp dập, dở toan từng mảnh. Lòng tay tướng núi đỏ lồm những máu. Trời! Ông hãy bình tâm. Ông Hồng Lĩnh. Dòng Chiếp Lăng cuốn quýt rút khăn quấn bàn tay bị mảnh chai xẻ đứt. Viên tướng núi từ từ ngẩng mặt lên, gạt nhẹ tay Chiếp Lăng ra, làm hiệu cho mọi người ngồi xuống, đoạn nén buồn, kể sơ lại mọi việc. Lúc đó mới rõ, sau khi tạm chia tay Chiếp Lăng, Đại Sơn Dương ngược dòng tìm dấu ngựa Trần Tắc, gần hết canh năm mới gặp. Họ Trần vào một vùng núi non hiểm trở nẻo biên giới, tới một căn cứ bí mật có 15 thủ hạ trấn giữ. Đại Sơn Dương lọt vào căn cứ, theo lòng hang thông lên một ngọn núi, gặp Trần Tắc giữa lúc Trần Tắc vừa lấy trong hốc đá ra một chiếc hộp nhỏ. Lúc đó, Đại Sơn Dương tới cửa hang thông, cách Trần Tắc chỉ chừng 20 thước cao, vô tình dẫm phải một nút bấm ngầm, khắp hang đèn thình lình bật rọi thẳng vào mình giữa tiếng chuông reo. Chàng tướng núi giật mình chưa kịp ẩn tránh, đã thấy hai ba tên thủ hạ Trần Tắc từ sau xốc tới, và Trần Tắc nghe động quay nhìn xuống cửa hang, vừa thấy bóng người là rút súng luôn. Ngay lúc Trần Tắc đứng trên dên ngọn núi, trước nguy cơ, hai bàn tay thần xạ dục phản ứng như máy đánh và bắn súng, và hai ngọn súng thần xạ đã kịp thời khạc đạn vào tim Trần Tắc trước khi súng Trần nhả đạn. Nhìn thân hình Trần Tắc đổ xuống vực sâu, chàng tuổi trẻ hoang mang chạy luôn ra bờ vực, quên cả thủ hạ Trần Tắc đang xông ra. Mãi trong xuống vực, quay ra đã thấy chúng vây quanh, quát mấy cũng không chịu lui. Tôi phải bắn trọn hai băng đạn mới rảnh tay tìm lối xuống vực sâu. Chôn xác Trần xong, đi mãi trong rừng. Phượng Kiều đang bình tĩnh kể, chợt Đại Sơn Dương dùng bật lên gọi tên người yêu, mặt ngơ ngác như kẻ mất trí. Anh em dòng Chiếp Lăng phải hết lời an ủi, chàng mới lấy lại bình tĩnh, cùng họ Dòng rời Cao Bằng xuyên nẻo Hà Giang, tới gặp chúa Hơ Mông Hoàng Su Phì. Suốt mấy ngày đi đường, ít nói, cười, hình như luôn luôn bị cái chết của họ Trần ám ảnh. Lại thêm Phượng Kiều mất tích phương xa, chàng tướng núi càng trở nên lầm lì như cảnh chiều bạc gió chờ đợi một cơn giông bão phủ phàng. May nhờ có dòng Chiếp Lăng luôn luôn bên mình săn sóc, an ủi, nên chàng cùng khuây khỏa đôi chút. Tới gần địa đầu Hoàng Su Phì, ba người đang cùng bọn tùy tùng rong ruổi trên đường mòn. Chợt Đại Sơn Dương dùng thấy xúc động trong lòng, bèn dừng phát ngựa lại, đảo mắt nhìn khắp vùng cây cỏ hoang sơ. Dòng Chiếp Lăng, dòng Dắt, dội ghiềm cương, ngạc nhiên ngó viên tướng núi.
Có chuyện gì đó ông? Đại Sơn Dương vẫn nhìn nắng chiều le lói đầu thôn, lẩm bẩm. Tự nhiên, tôi thấy bồn chồn lạ. Hình như linh tính báo có triệu chứng bất thường. Nữ tướng Hoàng Su Phì dội ngoắt luôn ngựa lại, nhìn Đại Sơn Dương. Viên tướng đưa mắt trong khắp miền đồi núi chập trùng, đoạn quay phát ngó Chiếp Lăng. Linh tính chưa khi nào quảng báo, trước mặt khéo có phục binh. Chiếp Lăng nhìn theo tay chàng rõ, trong nắng quái chiều thu, dầm cánh chim rừng khoan thai bay ngang nẻo đường mòn xa xa. Chim chóc không hề bay loạn, lẽ nào đất Su Phì lại có địch quân? Chiếp Lăng lẩm bẩm, dáng phân dân, chợt ngẩn phát nhìn Đại Sơn Dương, mắt phượng tròn xoe. Có phục binh nẻo trước, bất trắc đã gần kề, phải mau theo đường khác mới xong. Không chậm nửa giây, dòng Chiếp Lăng liền ra hiệu cho mọi người bỏ lối mòn, rẽ ngựa luôn vào rừng rậm. Nàng băng ngựa đi luôn, được mấy bước, Đại Sơn Dương cũng giọt lên theo. Hai người bay ngựa chết mấy cánh rừng, rồi mới tiến về nẻo đường mòn lúc nãy. Đến cách chừng hơn 100 bộ, bèn tiến lên một ngọn đèo cao trông thẳng xuống đường mòn. Vừa chiếu ống nhòm quan sát, dòng Chiếp Lăng đã giật mình bật khẽ. Quả không sai, có binh phục bên kia hẻm núi thật. Hẻm núi đó em thuộc từng lùm cây bụi cỏ, làm gì có cây xanh đậm mùa này. Đại Sơn Dương cao mày gật đầu. Người ngựa chúng ngụy trang cẩn thận lắm, nhưng không biết quân nào dám ngang nhiên xâm nhập đất Su Phì, phải đến gần coi. Hai người bèn buộc ngựa nương bờ bụi bên đèo, lần xuống hẻm núi nấp nhìn ra. Cành lá ngụy trang rung rinh, thỉnh thoảng lại di động. Hai người nấp chỉ cách hẻm hơn 40 thước, phía dưới trống trơn nên không quan sát được nữa. Đang lúc băn khoăn, chợt nghe có tiếng gió ngựa từ nẻo Su Phì phóng tới. Cả hai chiếu diễn kính coi, thoáng cái đã thấy một bóng kỵ sĩ hiện trong ống kính. Một người đàn ông mặc quần áo hơ mông, dáng lực lưỡng, mặt bịch vải kín mít, chỉ hở có cặp mắt, khăn chàm chít nếp sát chân mày. Kỵ sĩ tới giữa dòng quân phục, lập tức sau một mô đá, một người cưỡi ngựa ngụy trang tiến ra. Hai đầu ngựa chụm sát vào nhau, cả hai nói gì không hiểu, chỉ thấy luôn luôn trỏ tay ra phía biên khu chỗ bọn Đại Sơn Dương vừa đi tới. Không đầy nửa phút, kỵ sĩ bịt mặt cùng kỵ sĩ ngụy trang sóng hàng nhau tiến lên trước hẻm. Vừa lúc có một người ngụy trang nữa bày ngựa tới, chỉ trỏ bàn bạc chi, rồi cả ba lập tức cùng ẩn sau mô đá. Dòng Chiếp Lăng buông diễn kính nhìn Đại Sơn Dương giọng đượm buồn. Ông có nhận ra người bịt mặt cao lớn không? Chàng tướng núi gật gù. Trông quen lắm, dáng còi giống... Chiếp Lăng khẽ thở dài. Thúc phụ em quả tính không sai. Anh họ em vẫn ngầm liên kết với tên tướng Pháp. Ta đi thôi, ông. Hai người lộn ngựa về chỗ dòng dắt, đoạn cả bọn xuyên qua vùng quân phục tới sơn đô họ dòng. Lúc hôm nay đã kêu lạc giọng ngoài rừng rậm, anh em Chiếp Lăng đưa Đại Sơn Dương vào thẳng nhà dòng dắt. Đoạn hai anh em lập tức đến ý kiến chúa Hờ Mông. Tướng núi vừa thay y phục xong, thì dòng Chiếp Lăng trở lại. Sớm mai, thúc phụ em muốn được gặp ông. Giờ ông hãy nghỉ cho lại sức. Em còn phải đi bắt anh dòng xám đã. Mai sẽ tới thăm ông. Nói xong, nữ chú Hoàng Su Phì thoát lên ngựa, dẫn một tiểu đội binh cận vệ thủ túc, chạy bay vào đêm tối để lại trong lòng viên tướng Kinh nỗi bâng khuâng thắc mắc lạ lùng về thái độ của họ dòng biên giới. Choàng chiếc áo dạ rộng lên mình, tướng thập dạng theo dòng dắt xuống sàn. Dùng sơn đô vẫn nằm im lìm trong sương sớm, tiếng gà rừng vọng về, chìm nổi gần xa, quyện lấy dài nhịp chày loáng gạo. Hoàng Su Phì về mùa thu, buổi sáng lạnh như tiết đông thiên. Bên cạnh viên tướng núi, người con cả vừa hơ mông cúi đầu bước đều, vẻ băn khoăn khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt gân guốc. Chợt từ một căn nhà lớn, một người tuổi trẻ hơ mông xăm xăm bước ra nghiêng mình chào và điềm nhiên đi kèm một bên tướng Lạc Thảo. Nhận ra ngay dòng nhì, Đại Sơn Dương cũng nghiêng mình đáp lễ, càng thầm lấy làm lạ vì thái độ của người con thứ vua Hơ Mông, vẻ mặt cũng khó hiểu như anh. Tới gần Tư Dinh, Đại Sơn Dương kính đáo đưa mắt một vòng rộng, thấy vệ binh trấn quanh có vẻ khác thường, liền dừng lại. Công tử, đêm qua Chiếp Lăng cô nương ra biên khu chưa về. Hai người con chúa Hơ Mông nhìn nhau, dòng dắt lưỡng lự mấy khắc,
trầm giọng. Chắc có việc gì chưa về. Tôi đã sai em Chí Lăng đi tìm. Mời tướng quân, thân phụ chúng tôi đang nóng lòng hội kiến. Diên tướng núi nhếch miệng cười, bất ngờ buông giọng lạnh khô. Tam công tử đang chờ quanh đây bắt tôi trao cho tướng Ru. Chí Lăng tìm ngoài biên khu sao gặp. Hai anh em họ dòng bất giác ngó quanh và cùng quay nhìn Diên tướng núi, ngạc nhiên chưa kịp lên tiếng hỏi. Thì chàng tướng núi đã khép vạt áo choàng, tiến lên vẻ mặt gan lì như sẵn sàng chờ đợi bất trắc. Cả ba qua cổng dinh, tới thẳng khu nhà khách. Tùy tướng thuộc Diên rạp mình chào, anh em dẫn Đại Sơn Dương vào gian phòng khách rộng gần chỗ vua Hơ Mông. Hồi đại hội biên thùy chàng đã tới đây, gian phòng giờ vẫn như trước, trên vách treo đầy gươm súng, là vị quan già cùng hai viên tùy tướng vệ binh bước ra. Tướng thần xạ tháo dây súng ngang sườn đặt lên bàn và theo mọi người vượt qua dãy hành lang thăm thẳm, tới căn phòng cận buồng riêng chứa Hơ Mông. Ánh sáng bị đẩy lùi ra ngoài, chàng bắt đầu bước vào một thế giới lung linh que vàng, ấm hẳn người lên. Như cái máy, dòng giác nhẹ mở cửa phòng, nghiêng mình làm hiệu. Đã quen thuộc, Đại Sơn Dương bước vào luôn sau lưng cánh cửa lập tức khép lại. Dưới dùng ánh sáng ảo quyền, quyện đầy khói thuốc, những chiếc dọc tẩu đang chạy tanh tách trên dây chuyền vàng. Hàng mỹ nữ nằm bên năm ngọn đèn dầu như sao xa. Chính giữa sọc lót da báo gấm, hình dáng quen thuộc của chúa tể xứ Hơ Mông nằm bất động, chăn gấm đắp lên tận gáy. Khuôn mặt quắc thước tẩm móc phim và ánh đèn dầu đã trở nên mơ hồ, linh hồn như đã nương cánh khói bay về tận cõi phù dung. Diên tướng người Kinh nhẹ nhàng tiến đến bên sập. Mỹ nữ kính cẩn cúi chào, không nói nửa lời. Như cái máy, tướng núi treo mũ lên mắt, lẳng lặng ngã luôn lưng xuống bên đèn theo đà tay đỡ của mỹ nhân. Và thuốc phiện thượng hạng réo trong lọ sành chạm ngọc từng hồi. Dưới dùng không gian mờ mờ sương khói phù dung, chợt tiếng ông vua thuốc phiện Đông Dương nổi lên, mơ hồ như từ dĩ vãng hiện về. Đã lâu rồi, cách đây ngót trăm năm, một buổi Nam Bang trở gió vàng hiu hắt, chiếm sông Nam Kỳ, pháp quân đánh kinh thành Huế. Nguyễn Triều tướng mọn binh hèn, vua quan kém cỏi, nhân dân chán nản phân ly, kinh thành thất thủ. Phụ chính đại thần Tôn Thất Thuyết đưa Hàm Nghi ra khỏi kinh thành và đưa theo cả kho tàng Triều Nguyễn. Nhưng rồi thế địch như hùm, bốn phương thất thủ, vua Hàm Nghi bị bắt. Tôn Thất Thuyết cùng quân gia chạy ra đất Bắc, mấy chục xe vàng tẩu quốc cũng theo gió ngựa bôn đào. Khắp nơi quân địch truy tầm, Tôn cùng bọn gia tướng xuyên sơn ngược lên Tây Bắc tới Giang Sơn xứ Thái, Lai Châu. Lối mòn hiểm trở khó đi, Tôn phải cho thồ vàng lên lưng ngựa, suốt ngày đêm thường xõa tóc cầm gươm trấn áp tải, đề phòng quân tướng sinh lòng phản trắc đoạt vàng. Tôn vốn nghiêm khắc, đa nghi thất thế, tải vàng theo quá nhiều càng đa nghi dữ dội. Hành trình bí mật nhưng không qua khỏi tai mắt các tay sơn tặc và tù trưởng Tây Bắc. Số vàng mang theo là tất cả kho tàng Triều Nguyễn tích lũy bao năm, nên cả pháp quân lẫn sơn tặc đều tìm cách chiếm đoạt. Tôn thừa biết nên hết sức giữ kín lộ trình và bố phòng cẩn mật. Một đêm, đoàn người tẩu quốc dừng ngựa bên bờ Hắc Giang. Tôn chọn một nơi hiểm trở giữa vùng sông núi đóng trại, cho quân gia nấu cơm, nghỉ ngơi lấy sức, mai qua sông và đồng thời cho thám mã tuần sát khắp vùng. Canh hai, thám mã về báo thấy nhiều bóng người ngựa khả nghi khắp nẻo. Tôn liền đốc xuất tùy tùng bố trận đề phòng và sách gươm đi khắp trại quân kiểm soát ngựa vàng. Nửa đêm, họ Tôn ngồi xõa tóc trong lều, thanh kiếm Long Tuyền để ngang trước mặt. Chợt một trận gió đêm lùa vào thổi rạp thoai nến đỏ. Tôn ngẩng phắt đầu lên, giật mình đánh thót, quơ tay nắm lấy đốc kiếm Long Tuyền. Một ông già quắc thước, râu bạc, áo rộng, mắt sáng,
đứng sững trước cửa lều, tay cầm một chiếc bàn tay sát đánh đen xì. Nhanh như cắt, họ Tôn nhảy giọt sang bên, tay lăm lăm thanh kiếm báo quát lớn. Ngươi là ai? Bay đâu? Ông già lạ điềm nhiên tiến vào, khoa nhẹ bàn tay sát đánh trước mặt đại thần Triều Nguyễn, giọng âm u. Tôn Tương Công, lão có lời muốn nói, xin hãy bình tâm, chúng quân đã ngủ kỹ rồi. Lạ thay, bàn tay đen vừa khoa, Tôn Thất Thuyết đứng ngay như pho tượng, dương mắt ngó ông già kỳ dị, tâm thần nửa tỉnh, nửa mê. Kho tàng là vận mạng của Nam Bang. Nay Nguyễn Triều suy yếu, tướng công bại binh còn định chở kho vàng đi đâu? Nay thiên hạ bao kẻ manh tâm chiếm đoạt, sớm mai gươm súng địch sẽ chĩa tới bờ Hắc Giang này. Thế như hổ báo tranh mồi, sức quân tàn của tướng công sao chống nổi? Sao không chôn giấu kho tàng, chờ cơ hội chiêu binh mãi mã? Tôn đăm đăm nhìn ông già lạ, chống mũi gươm xuống đất. Bại quan này định sang tàu, vốn đã có ý đó từ khi đem kho tàng lên đường tẩu quốc, nhưng chỉ e báo vật xa tay đạo tặc, còn lấy gì chiêu binh phục hận? Ông già nghiêm mặt. Vật báo Nam Bang phải vào tay kẻ có lòng dị quốc, lão có lời nguyền, có thể giúp tướng công, mau theo lão. Như mê, Tôn Thất Thuyết xách gươm theo ông già cầm bàn tay sát đánh, lòng rối loạn, không rõ ma quái thần nhân hay đạo tặc nữa. Khỏi lều, ông già đưa họ Tôn ra thẳng rừng rậm, dọc theo bờ sông Hắc, và mất hút giữa vùng đồi núi điệp trùng. Cuối canh ba, tự nhiên gió rừng nổi lên đùng đùng, lá cây, cát bụi bay mù, nước sông Hắc đang phẳng lặng, chợt nổi ba đào cuồn cuộn. Trong dòng gió ầm ầm, đám quân tướng họ Tôn dùng thức giấc, nghe tiếng ngựa hí giang lừng, kẻ xách gươm, người mang súng chạy tới chỗ buộc ngựa vàng. Chỉ thấy đàn ngựa kinh quảng chồm gió giật dây trên lưng ngựa, cả kho tàng hàng bao nhiêu xe vàng thoi đã biến mất. Quân tướng kinh sợ nhìn nhau, bên tai còn nghe từ xa xôi vọng về một tiếng hú rờn rợn, bay lượn giật giờ trong gió lốc, kéo dài lê thê, rồi dục tắt trong đêm. Chớp mắt, gió tạnh, nước yên, trời đất khai quang. Tôn Thất Thuyết xõa tóc, xách gươm trở lại dòng quân, truyền nhổ trại lên đường lập tức. Quân tướng thấy mất kho tàng đều kinh, nhưng sợ phép Tôn, không ai dám hỏi. Vượt Hắc Giang tay không, cả bọn lại xuyên sơn ngược mãi lên phía biên thùy. Rồi một đêm ông già lạ tới dẫn họ Tôn vào rừng. Gần sáng mới thấy Tôn trở về, hồ quân tướng vượt cỏ phân mau sang đất Tàu, nương ở Long Châu chờ ngày phục hận. Chính sử chép: suốt ngày đêm, Tôn Thất Thuyết đem gươm Long Tuyền ra mài ngày càng dữ tợn như điên, rồi thác nơi đất khách, để lại miền Tây Bắc một kho tàng vô giá, cơ nghiệp cả Nguyễn Triều. Sử chỉ chép sơ lúc Tôn tới bờ sông Hắc nghỉ binh và cất giấu kho tàng. Sớm mai qua sông, không thấy đem vàng theo, nên thiên hạ đều cho là Tôn đã chôn cất quanh vùng, chờ ngày về sẽ lấy. Từ ngày đó tới nay, các tướng tá, tù trưởng mọi sắc dân cùng bọn giang hồ thảo khấu luôn luôn sục khắp miền Hắc Giang tìm kho tàng vô giá, không biết bao nhiêu khối vàng nén. Nhưng dấu vết kho tàng vẫn chìm trong hư ảo, đất Tây Bắc đã đầy dấu chân người đua nhau tìm kho tàng vô giá. Cả thiên hạ đều tin chắc họ Tôn đã chôn giấu cạnh bờ sông Hắc. Nhưng đến nay màn bí mật vẫn bao trùm Tây Bắc, chỉ có mấy dòng họ biết con đường tìm đến kho tàng, bức họa đồ chỉ lối. Vì sau đêm chôn giấu, ông già kỳ dị kia đã cùng họ Tôn vẽ một bản đồ hình bát quái, cắt làm 8 mảnh, mỗi người giữ 4 chọn mặt trao cho 8 dòng họ. Phòng khi nào thế sự đổi thay, ông già kỳ lạ cùng họ Tôn hy vọng còn có người sử dụng kho tàng bảo quốc. Quả nhiên, cả hai người đều không trở lại, và họa đồ 8 mảnh phân tán 8 phương, ngót 100 năm đã mấy lần đổi chủ. Thiên hạ đổ máu tìm họa đồ ráp lại, ai cũng chỉ đoán đó là mảnh họa đồ ghi nơi chôn bảo vật vô song,
và suốt trăm năm chưa kẻ nào cầm nổi lấy nửa phần chìa khóa bí mật trong tay, cho mãi tới ngày thần xạ Đại Sơn Dương từ miền Thập Vạn Đại Sơn vượt cỏ phân mau về đất Việt. Đang nhắm nghiền mắt, nằm bất động, kể trầm trầm trong ảo mộng, chợt chúa Hơ Mông dòng chí sinh tung phát chăn gấm, ngồi nhổm dậy, cặp mắt sáng quắc nhìn viên tướng non cao. Không đầy mấy tháng một mình một ngựa dọc ngang, đã đoạt được nửa hình bát quái, dòng này có lời khen phục. Và từ lâu, dòng muốn nhìn tận mắt cho rõ hình bát quái ra sao. Dòng chúa Hơ Mông cất lên cao, sang sảng chợt đổ chìm, một tay chống thẳng xuống tấm nệm da báo gấm, mắt vẫn nhìn như xoáy vào tận tâm can người tướng khách. Nãy giờ, Đại Sơn Dương vẫn nằm, bình thản nghe câu chuyện cổ, thình lình bị dụ đến tình thế thậm khó xử, viên tướng trẻ tuổi chậm chạp chống tay ngồi lên, đỡ lấy chén sâm trên tay mỹ nữ, uống khoan khoái lạ lùng, theo thói quen cố hữu, mỗi khi nổi sóng trong lòng. Uống xong, chàng nhẹ nhàng đặt chén, nhìn chúa Hơ Mông nhếch miệng cười tươi và ung dung lấy trong mình ra một chiếc hộp nhỏ, hơi nhào mình đặt nhẹ trước mặt chúa Hơ Mông. Dòng chí sinh liếc nhìn chiếc hộp và quay lên ngay, nhìn chàng tướng núi, tay vuốt chòm ria mép, mặt thoáng vẻ khó hiểu. Đoạn cúi xuống mở hộp, cầm mấy mảnh giấy bản xoay lên, ánh đèn dầu lạc, lật nghiêng ngửa coi, khuôn mặt quắc thước rạng rỡ với ánh vàng chập chờn. Đại Sơn Dương vẫn ngồi im, đăm đăm ngó chúa Hơ Mông theo dõi từng cử chỉ. Dòng đặt mấy mảnh giấy theo hình giải quạt, chợt ngẩng nhìn lên hỏi chàng. Tướng quân cũng tin là quả đồ bát quái chỉ nợ chôn giấu kho vàng. Tướng núi lắc đầu. Hồng lĩnh này chỉ biết quả đồ dẫn tới một báo vật giấu nơi Tây Bắc, cũng chưa nghĩ hẳn là một kho tàng. Chúa Hơ Mông gật đầu, đoạn bâng khuâng trong ngọn đèn dầu lạc. Bản đồ không dẫn tới kho tàng, mang bí mật dẫn bao trùm đã ngót trăm năm. Chỉ có ông già kỳ lạ cùng họ Tôn là biết rõ. Và hiện nay chỉ có dòng này. Bản đồ chỉ dẫn tới thần thơ phù thủy, và thần thơ sẽ đưa tới kho tàng. Cho nên cả thế kỷ Trần Thiên Hạ đã dẫm đầy Tây Bắc, có khi đã bước tới kho tàng. Nhưng lời nguyền ghê gớm của thầy phù thủy đã bảo vệ kho tàng, che mờ báo vật, để chờ kẻ nào có phù thủy thần thơ. Vì ông già kỳ dị chính là một thầy phù thủy cao tay đêm xưa, đã dùng âm binh che giấu kho tàng và dùng chìa khóa mở cửa kho vàng, đã dặn cả trong cuốn thần thơ. Và còn điều quan hệ vô cùng là cuốn thần thơ đó trông có dạy nhiều thuật ghê gớm, thuật bí truyền của riêng dòng Việt tộc mà chài, ngái, gồng, bắt âm binh của ít thầy miền núi còn sót lại, chỉ là thuật thường nhất trong phù thủy thần thơ. Điều bí ẩn chỉ riêng dòng biết, và cũng do tình cờ rung rủi định mệnh xui nên. Nói đến đó, chưa Hờ Mong Hoàng Su Phì hoài tay sau vách lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đặt trước mặt Đại Sơn Dương. Chiếc hộp giống hệt hộp của chàng, không sai mảy may. Chàng còn đang thầm lấy làm lạ, thì chúa Hơ Mông đã nhẹ tay mở ra. Bên trong đặt một mảnh giấy, cầm coi, hệt mấy mảnh kia không sai ly tất. Chỉ khác là, ngoài mặt vẽ hình thể núi sông, còn một mặt vẽ chi chít những hình quái gở giữa những dòng chữ Hán li ti. Đây chính là một bản trong 8 bản, nhưng là bản số 1. Và chỉ riêng bản này mới ghi rõ nơi dẫn tới phù thủy thần thơ cùng lời nguyền khi cho âm binh đi chôn giấu kho tàng. Tương quần hãy coi qua. Đại Sơn Dương cúi đọc khẽ những hàng chữ Hán nhỏ như chân kiến và chợt ngẩng lên nhìn chúa Hơ Mông. Lão phù thủy quả là tay trọng nghĩa, cứ như lời nguyền ghi trong này, cả họ Tôn lẫn lão không ai đọc dụng kho tàng, phải cả hai cùng tới và phải dùng vào đại nghĩa mới xong. Còn hậu thế, kẻ nào nắm cuốn thần thơ sẽ làm chủ kho tàng vô giá. Nhưng theo dòng, làm chủ cuốn thần thơ mới là điều tối hệ. Và kẻ làm chủ nếu là kẻ bất nhân thiếu đức, thì cả xứ Hơ Mông của dòng nguyện lấy máu đối đầu mới nghe. Chí sinh ngừng lại,
Giọng lão chúa Hormone đanh thép, gian âm khắp một phòng, chập chờn trên ngọn đèn dầu vàng sệt và như xoáy vào tận trí óc của viên tướng Biên Thùy. Chợt có tiếng gõ cửa gấp gáp. Đại Sơn Dương nhìn chúa Hormone, giọng chí sinh hơi cao mày, trông ra phía cửa hất hàm một cái. Cô gái hầu thuốc tiến ra, và như cơn gió, dầu chiếc lăng bước vào, cặp mắt phượng sáng quắc còn đượm đầy sắc giận. Bẩm thúc phụ, ra tới biên khu, vô tình con bị lọt vào quân phục của anh dòng xám, bị cầm chân, mãi mới thoát về đây. Hiện khắp ngã, đều có quân anh trực sẵn. Xem ý anh quyết lòng không chịu lệnh thúc phụ. Chú tể non cao nheo mắt, hơi nhếch miệng cười khang. Những đứa nào đã theo thằng xám, và phải... Nó dám làm loạn đất hoàng Su Phì chăng? Chiếp Lăng hơi nhìn Đại Sơn Dương, đoạn khẽ nói. Bẩm, xem anh đầy ngạo nghễ, tự cho đủ tài đối phó với mọi nguy nan. Nhưng chỉ riêng việc này thôi, việc thúc phụ đã định. Còn quân gia là quân bản bộ của anh, chúng chỉ theo thượng lệnh. Chính con cũng không ngờ anh quyết cưỡng đến thế, nên đêm qua chỉ đem ít quân theo. Xin thúc phụ cho con tùy nghi hành động, phải tìm bắt giữ anh lại cho đến khi mọi việc xong xuôi. Chú Hào Mông ngồi ngẫm nghĩ, đầu gật gật. Chắc nó lẫn mặt từ hôm qua rồi. Được, để ta sẽ liệu cho nó, thằng bất tài ngu dốt. Nó đương nổi sao đại sự dám tham lam. Thằng dắt, thằng gì đâu, bảo chúng cùng đi bắt nó về đây. Dòng Chiếp Lăng được lệnh vừa toan quay ra, thình lình bên ngoài có tiếng gõ cửa gấp. Chú Hờ Mông cao mày giận dữ. Đứa nào dám tới làm rộn, bay đâu, ra xem có chuyện gì. Lời vừa dứt bên ngoài, tiếng gõ càng mạnh, xen lẫn tiếng quát tháo, giằng co như vật lộn. Ngạc nhiên, dòng Chiếp Lăng chạy bay ra, tay mở cửa, miệng hỏi lớn. Tùy tướng đâu cả, sao? Tiếng hàng dục im bặt bất ngờ, cả chú Hờ Mông lẫn Đại Sơn Dương đều ngạc nhiên ngó ra. Thấy Chiếp Lăng đứng sững bên cửa, phía ngoài tiếng động mạnh cũng vừa im, dòng dắt lắc vào dội dã. Tới gần chỗ chứa Hơ Mông, người con cả họ dòng đứng phắt lại, đưa mắt nhìn Đại Sơn Dương và tiến đến bên sập, mặt đầy sắc giận. Bẩm phụ thân, chú xám xông vào dòng dinh, tuy tướng ngăn thế nào cũng không nổi, hai tay hai súng, xám hiện đứng ngoài cửa, nhất định vào đây. Chứa Hơ Mông liếc ra phía ngoài quát mắt. Giờ này nó vào đây làm gì? Ta đã có lệnh nghiêm cấm mà. Dòng giác ngó Đại Sơn Dương đoạn nhìn cha mấy khắc, khẽ nói. Không hiểu sao đột nhiên nó sinh hung hãn, hình như muốn vào gặp quý khách đây. Chà, thằng này giỏi. Chứ Hờ Mông nheo mắt, ngó chàng tướng khách và liếc trong mấy mảnh quả đồ bát quái ngẫm nghĩ chuyện chi. Chợt ngẩng lên phất tay bảo dòng giác. Đuổi nó ra khỏi vùng dinh, chờ đó. Còn kháng lệnh, ta bắn chết không dung. Nãy giờ tướng núi vẫn ngồi im, chợt giơ tay cản dòng dắt lại, từ tốn bảo chúa Hơ Mông. Tam công tử muốn vào, tưởng đại nhân cũng nên mở lượng, chắc công tử có điều chi muốn dạy Hồng Lĩnh đây. Bên ngoài lại có tiếng giằng co da chạm, rồi có tiếng dòng xám nói lớn. Đại Sơn Dương khát máu, tài đức chi dám đương về hòa dòng, cứ buông ra cho xám này vào gặp phụ thân. Dòng Chiếp Lăng vội đóng ập cửa lại, bước vào chỗ chúa Hơ Mông. Chúa Su Phì đanh giọng. Ra truyền thằng xám vào đây, bảo nó đủ sức đương việc lớn. Hãy soát lại cối đạn trước khi bước vào. Cả dòng giác lẫn dòng Chiếp Lăng đều mở to mắt kinh ngạc vì quyết định của chúa Hơ Mông và đều đưa mắt ngó Đại Sơn Dương không dở khí bên mình. Chàng tướng núi vẫn ngồi bất động, nhưng với vẻ mặt khó hiểu. Chúa Hờ Mông đã điềm nhiên phất nhẹ tay lạnh lùng. Ra bảo nó vào đây. Dòng Chiếp Lăng đăm đăm nhìn Đại Sơn Dương, tay cô gái thốt nhiên sợ bao súng băng khoăn. Dòng dắt bước ra, chậm chạp hé mở cánh cửa tư phòng và lách mình ra. Bọn mỹ nữ hầu thuốc định đứng lên, thì chúa Hờ Mông đã thản nhiên truyền lệnh. Chúng bày đầu cứ nằm yên đó, làm thuốc cho ta. Dòng xám, quý khách ngồi trên sập đợi mày đấy. Hãy cho tao thấy tài mày được bao nhiêu. Lệnh truyền vừa dứt, tư phòng dục chìm trong im lặng mênh mông, thời gian như ngừng động, cánh cửa từ từ mở rộng, mọi người đổ dồn mắt cả vào Đại Sơn Dương,
Viên tướng giang hồ đảo mắt một vòng và chậm chậm xoay mặt về phía cửa ra vào, vẫn ngồi xếp chân vòng tròn. Dòng chiếp lăng đã đứng lùi sát tường, cách chàng chừng 4-5 thước. Thấy chàng vẫn ngồi nghiễm nhiên, nàng càng kinh hoảng, dương mắt ngó không chớp. Sau lưng chàng, tướng núi Chúa Hơ Mông cũng đã cúi dựa vào mỹ nữ, quan sát từng cử động của người đàn ông giang hồ tay không trước họng xuống địch. Thấy chàng vẫn không nhúc nhích, Chúa Hơ Mông bất giác giơ tay vuốt râu, đưa mắt về phía cô cháu gái. Đại sinh dương! Thình lình ngoài cửa có tiếng giọng xám bật lên quang quang, kéo dài giữa cảnh lặng sâu. Dư âm còn vang vọng trong căn phòng kín. Bất nhân đã thấy một bóng xanh chàm lao dục vào phòng, rồi liền hai ba cái nữa loang loáng giữa khung cửa trống. Nhưng chàng tướng núi vẫn ngồi nghiễm nhiên như không. Chàng tướng giang hồ nhận ra những chiếc áo chàm loạn mắt. Chầu chiếp lăng lý thấy chàng bất động càng kinh hoảng, ngó dựa ra cửa, vừa lúc một bóng chàm xanh theo bóng áo lao vào, nhảy như một trái cầu. Không chậm trễ, thiếu nữ đánh phát tay xuống sườn, rút luôn khẩu súng ném phăng lại trước mặt Đại Sơn Dương. Mọi người ngó cả vào, chỉ thấy tay chàng tướng núi hoài bắt súng như tay dượng, đã nghe tiếng nổ giòn tan nổi lên. Trông ra, cách cửa chừng vài bộ, người con thứ ba của Chúa Hơ Mông quỳ một chân hai tay giơ trước mặt bắn, nhưng cặp súng bay đâu mất rồi. Còn Đại Sơn Dương đang quay ngọn súng trên ngón tay, và giữa lúc mọi người còn xúc động, chàng tướng thần xạ đã ném nhẹ khẩu súng về phía chiếp lăng từ tốn. Cảm ơn cô nương. Chúa Hơ Mông lập tức ngồi nghiêm, rõ dòng xám quát. Mày đã thấy chưa? Nếu tướng quân không rộng tình dung tội, mạng mày đã dứt còn đâu, biết điều lui mau cho khuất mắt. Dòng xám tái mặt như chàm đổ. Trừng trừng nhìn Đại Sơn Dương, đoạn lừ lừ bước khỏi tư phòng. Dòng dắt, chiếp lăng cũng định lui ra, nhưng Chúa Hơ Mông đã giơ tay lưu lại, đoạn nghiêm mặt bảo Đại Sơn Dương. Cảm ơn tướng quân đã rộng tình tha mạng thằng con ngu dại. Dòng xin tướng quân tha cho nó, tội hỗn xược buông lời ngạo mạn. Nói xong, Chúa Hơ Mông thu tất cả mảnh quà đồ bỏ vào hộp, trao tay chàng. Tướng quân đủ tài trí tìm lấy phù thủy thần thơ cùng kho vàng vô giá. Bấy lâu, dòng phải giữ mảnh quà đồ số 1 này, vì chưa tìm được mặt trao tay, nay xin gửi cả tướng quân. Đại Sơn Dương đăm đăm ngó lại dòng. Hồng lĩnh này vì lời nguyện của tổ phụ nên phải kiếm tìm bảo vật, dám đầu tự nhiên nhận bảo vật của đại nhân. Dòng chí sinh mỉm cười. Không, nhân ngày nay tất có buổi tướng quân phải tới đất Su Phì vì ý muốn của cha ông. Dòng cùng tướng quân phải thành địch thủ, dòng không tham vọng, chỉ muốn cùng dân riêng sống tri hòa. Nếu kho tàng về người Nam như tướng quân, chắc xứ Hờ Mồng cũng được vinh lây. Miệng nói, tay dòng ấn hộp vào tay tướng núi. A dòng dắt, truyền chúng dọn tiệc tiễn hành tướng quân, tướng rù đang đợi ngoài biên. Dòng dắt chiếp lăng cúi chào lui ra, Chứa Hơ Mông mời chàng tướng núi nằm xuống, dọc tẩu lại chạy tanh tách trên dây chuyền vàng. Tướng thập dạng cùng dòng chí sinh thay nhau kéo hết điếu nọ đến điếu kia. Dưới dùng ánh sáng dầu vàng giọt chập chờn, hai người bắt đầu nói chuyện nhỏ to, tới trưa bữa thuốc mới dứt. Theo Chúa Hơ Mông bước ra khỏi tư phòng, Đại Sơn Dương lững lờ đi như người trong mộng. Quý khán giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tác phẩm Một Thời Ngang Dọc của nhà văn Hoàng Ly. Lê Duyên xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Journey vào audiobook sau. Chào tạm biệt.